Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng theo dõi nội dung phản ánh các hoạt động nhân kỷ niệm lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2022-2023 và sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 18 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày qua tại thành phố Hội An có nhiều hoạt động chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Ngoài lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, trên địa bàn thành phố còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm, tuyên truyền cổ động, trang trí tự quan. Tại nhiều thôn khối phố cũng sôi nổi diễn ra các buổi sinh hoạt giao lưu, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động vừa chào mừng quốc lễ, vừa phục vụ người dân và du khách tham quan Hội An trong dịp nghỉ lễ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, các cơ sở lưu trú ven biển, đặc biệt là các biệt thự tại Hội An đã đạt 100% công suất dù giá phòng tăng. Lượng khách lưu trú tại các khách sạn đạt khoảng 70%. Như mọi năm, vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Hội An thực hiện miễn giảm vé cho các đoàn khách. Cùng với đó, thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình Người Hội An du ngoạn Hội An để người dân có thể đi thăm thú, khám phá, trải nghiệm. Thống kê sơ bộ cho thấy, gần 80% cơ sở lưu trú tại thành phố Hội An đã hoạt động trở lại. Dịp 2 tháng 9, mỗi ngày Hội An đón gần 20.000 lượt khách. Riêng số lượng khách mua vé tham quan phố cổ trong 3 ngày 1, 2 và 3 tháng 9 là 6.640 lượt. Rừng dừa Cẩm Thanh là 8.800 lượt. Cù Lao Chàm gần 3.500 lượt và làng gốm Thanh Hà hơn 1.700 lượt. Cũng trong 3 ngày lễ, gần 16.800 lượt khách lưu trú qua đêm tại Hội An, trong đó có trên 3.600 lượt khách quốc tế. Tết Trung thu năm nay, trên địa bàn thành phố Hội An, các cơ quan ban ngành đoàn thể và địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, vui tươi, lành mạnh, bổ ích, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em, động viên thiếu nhi thi đua học tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Bên cạnh đó, thành phố và các địa phương cũng sẽ tập trung vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình khó khăn, trẻ em khuyết tật. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được quan tâm để góp phần mang đến niềm vui Trung thu trọn vẹn cho thiếu nhi thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phản ánh về khí thế ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2022-2023. Sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và ngày khai giảng năm học mới tại Hội An vừa diễn ra vui tươi, sôi nổi và đảm bảo an toàn, thu hút đông đảo các bậc phụ huynh học sinh tham dự, thực sự tạo khí thế ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Bản thân cũng là một phụ huynh của nhà trường thì cũng cảm thấy là rất bồi hồi, xúc động khi mà công tác chuẩn bị của nhà trường cho lễ khai giảng rất chi là chu đáo, hoành tráng. Riêng ngày năm này thì dịch bệnh đã được kiểm soát, thì trong quá trình mà phụ huynh đưa trẻ đến trường thì cũng rất là an tâm. Chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và ngày khai giảng năm học mới này, các trường đã tiến hành rà soát số liệu điều tra dân số, tham mưu với địa phương tiếp tục huy động học sinh đi học, đặc biệt nắm chắc số học sinh có khả năng bỏ học đầu năm do học yếu ở lại lớp hoặc không đăng kịp chương trình học v.v. để phối hợp huy động các em ra lớp. Tuyệt đối không để học sinh nghỉ học, bỏ học vì lý do kinh tế khó khăn. Trong 2 năm qua thì đối với địa phương cũng như trên địa bàn thành phố thì ảnh hưởng của dịch bệnh, do đó là cái điều kiện của địa phương một số gia đình cũng hết sức khó khăn. Do đó là chúng tôi cũng kêu gọi xã hội hóa quan tâm, đặc biệt là chú trọng đối với các gia đình khó khăn, các gia đình hộ nghèo, cận nghèo ở trên địa bàn phường và tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường. Và qua ngày khai giảng hôm nay thì các em trong độ tuổi đến trường đều đến 100%. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học này tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt 100%. Toàn thành phố có 43 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, trong đó có 4 trường mầm non tư thục. Tổng số học sinh các cấp học gần 24.000 em. Để phục vụ cho năm học mới, từ nay đến cuối năm học, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có kế hoạch đầu tư hơn 46 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động chức năng ngoài giờ ở các trường từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở với phương châm đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng đến công tác dạy và học.
Còn tính đến hiện tại, phòng giáo dục đào tạo và các trường đã trích kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, v.v. với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Trong năm học này, nhà trường đã huy động cái nội lực, ngoại lực và đặc biệt là công tác xã hội hóa trong giáo dục thì đã hoàn thiện được 8 phòng học kiên cố và đồng thời là cũng đã nhận được cái sự quan tâm của phàm lập ngói, sửa cái dãy hiệu bộ của nhà trường với 6 phòng học và làm một cái bếp ăn bán trú khang trang cho các em. Và tổng thể cái quang cảnh của sân trường được địa phương cũng như là phụ huynh hỗ trợ tôn tạo lại rất là đẹp và thân thiện. Năm học mới đã bắt đầu, cùng với việc bổ sung tăng cường chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, vệ sinh trường lớp, quét vôi sân phòng học, tường rào, cổng ngõ, các trường học còn chú trọng phối hợp với địa phương và phụ huynh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 18 tuổi, tiếp tục tuyên truyền thực hiện 5K, phun thuốc khử trùng, mua sắm các trang thiết bị phòng dịch. Nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cái an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối an toàn cho trẻ, đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Và song song với cái nhiệm vụ mà của nhà trường đặt ra thì nhà trường cũng luôn đặt cái việc phòng chống dịch bệnh COVID lên phía trên. Đối với cái năm học này thì có thể nói là trọng tâm cái đầu tiên đó là triển khai thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với ba lớp 7 và tiếp tục phát huy cái đã thực hiện được lớp 1, lớp 2 và lớp 6 của năm qua. Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ đáp ứng được cái yêu cầu của cái công tác giáo dục. Cái thứ ba là tiếp tục tham mưu cho thành phố ở tất cả các cấp độ về phát triển mạng lưới, công tác tuyên truyền và các lưu ý khác để chúng ta thực hiện tốt cái sự này. Hiện nay các trường học ở Hội An đã bước vào năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh, giữ vững thành tích là một trong những ngọn cờ đầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hội An Quảng Nam là nơi khởi nguồn cho mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản có từ lâu đời, với mối lương duyên của công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro trên châu Ấn Thuyền vào thế kỷ 17. Từ đó đến nay, mối bang giao hữu nghị ấy vẫn tiếp tục được tô bồi vun đắp thông qua nhiều chương trình hợp tác và 18 lần tổ chức giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản. Sau đây là phóng sự ghi nhận thành công của sự kiện lần thứ 18. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại phố cổ Hội An, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 18 vừa tiếp tục được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm sắc màu văn hóa Hội An và Nhật Bản, đồng thời là một hoạt động nổi bật trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Diễn ra thường xuyên hàng ngày là các hoạt động, không gian ẩm thực Việt Nam-Nhật Bản, chợ phiên Hội An, các gian hàng vật phẩm phụ kiện, đồ cosplay, truyền tranh Nhật Bản, gian hàng giới thiệu văn hóa và xúc tiến du lịch Nhật Bản. Bên cạnh đó còn có các hoạt động gốc chuyển động xanh, trình diễn thư pháp Hội An Sakai, trò chơi đẩy gậy và nhảy bao bố, chương trình giao lưu đường phố, chương trình tham quan dấu xưa Nhật Bản, v.v. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác giữa người dân và du khách như giải đua ghe ngang Hội An Nhật Bản và du khách, cuộc thi cosplay dành cho các bạn trẻ tham gia hóa trang thành các nhân vật trong phim hoạt hình và truyền tranh Nhật Bản. Một hoạt động tương tác mang ý nghĩa truyền thống của mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Hội An, Việt Nam và Nhật Bản được đông đảo người dân và du khách quan tâm, yêu thích là đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro một lần nữa cũng được tái hiện. Hội An là địa điểm ghi dấu mối giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao Nhật Bản và Việt Nam. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, giao lưu giữa Hội An và Nhật Bản đã trải qua đến 400 năm lịch sử. Chắc hẳn nhiều quý vị có mặt tại đây đã biết đến câu chuyện về Araki Sotaro, thực nhân tiến hành giao thương bằng châu Ấn Thuyền vào thế kỷ 17 và công nữ Ngọc Hoa thời Chúa Nguyễn. Dù đã trải qua 400 năm, nhưng cho đến nay, câu chuyện này vẫn được nhắc tới trong sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản và trong một phân cảnh của lễ hội Nagasaki Kunchi được tái hiện 7 năm một lần. Một điểm nhấn ấn tượng khác trong giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 18 này là thành phố Hội An đã chính thức khai trương nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản
Đây là nơi trưng bày và giới thiệu về lịch sử, văn hóa, du lịch, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các địa phương Nhật Bản, có mối quan hệ giao lưu mật thiết với tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An như tỉnh Nagasaki, thành phố Sakai, thành phố Matsusaka, v.v. Tổ chức không gian trình diễn trải nghiệm các sinh hoạt, sản phẩm văn hóa đặc sắc của Nhật Bản như trà đạo, gấp giấy, origami, làm búp bê thời tiết Nhật Bản, v.v. Đặc biệt trưng bày các tranh ảnh, hiện vật liên quan đến ngài Sugi Ryotaro, nguyên đại sứ đặc biệt Việt Nam Nhật Bản, người đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc kết nối quan hệ Việt Nam Nhật Bản trong những năm qua. Không gian này được khai trương thì là một cái sản phẩm du lịch mới, là một cái địa chỉ văn hóa để cho có thể giới thiệu đến bạn bè và du khách những cái giá trị văn hóa của xứ sở mặt trời mọc cũng như là nét đẹp văn hóa của Hội An. Và chúng tôi trong thời gian tới sẽ đưa cái điểm tham quan này, cái nhà văn hóa này, nó nằm vào trong cái tuyến tham quan du lịch Hội An và sẽ là một cái địa chỉ thật sự là ấn tượng và nó có chiều sâu khi mà khách tham quan đến với Hội An. Tôi cho rằng nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản này sẽ trở thành nơi giúp cho người dân thành phố Hội An cũng như đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước khi đến đây sẽ có điều kiện tìm hiểu thêm cũng như khám phá mới về lịch sử giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Hội An nói riêng, Nhật Bản và Việt Nam nói chung. Năm 2023 sắp tới sẽ là năm ghi dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi hy vọng rằng nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm thu hút mới, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước và là một không gian quen thuộc đối với đông đảo quý vị Việt Nam. Đồng thời, trong sự kiện lần này, thành phố Hội An cũng tổ chức khánh thành nhà vệ sinh công cộng do công ty Takara Nhật Bản tài trợ tại quảng trường Sông Hoài. Đây là công trình được khởi công sửa chữa nhân sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 17 năm 2019, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, công ty Takara Nhật Bản tham gia thiết kế và hỗ trợ các thiết bị vệ sinh hiện đại. Và đây cũng là công trình thứ ba do công ty Takara hỗ trợ xây dựng sau hai công trình nhà vệ sinh công cộng tại công viên Kazik và công viên văn hóa Đồng Hiệp đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay. Trong cái chương trình của năm du lịch quốc gia 2022 thì cái giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được nâng tầm, nó trở thành một trong những sự kiện của năm du lịch. Cái thứ ba nữa là năm nay chúng ta cố gắng, mặc dù còn rất nhiều khó khăn trở ngại, nó không thuận lợi như những lần trước đây, nhưng mà ta vẫn làm cho thật tốt để tạo đà và tạo một cái niềm cảm hứng để chúng ta chuẩn bị cho 2023 là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, thì cái chương trình giao lưu Hội An Nhật Bản sẽ tổ chức được một cái tầm cao mới và tôi tin chắc rằng nó sẽ có nhiều cái mới lạ và hấp dẫn hơn nữa. Những ngày giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 18 năm 2022 đã khép lại thành công tốt đẹp, góp phần giới thiệu sâu sắc giá trị văn hóa của Nhật Bản trên vùng đất di sản Hội An, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị lâu dài, mối giao lưu, hợp tác bền chặt giữa hai đất nước Việt Nam-Nhật Bản cũng như giữa Hội An Quảng Nam với các địa phương của xứ sở mặt trời mọc. Chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.